Cây này nhiêu anh? 400 hả? Trời ơi đẹp ghê luôn. Dạ. Cặp nhiêu chị? À, cặp 80 vạn thọ nè cô chú anh chị. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Và là đang sổ rẻ luôn ha. Ôi ôi có cái mai rất là đẹp luôn. Nhiêu anh? 400. Ôi ôi 400 à cả nhà. Ôi ôi nở từ trên xuống tới dưới luôn. Quá đẹp rực rỡ luôn. Cái này là đầu năm may mắn nè. 400. Quá đẹp luôn. Ôi em xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem trên kênh của em ha. Thì hôm nay em mời tất cả cô chú anh chị đến hội hoa xuân của thành phố Thủ Dầu Một của mình ha. Rồi mời tất cả cô chú anh chị tiếp bước cùng em ha, xem ngắm những cái hoa, những sự may mắn của đầu năm mới ha. À, đây là hoa sống đời đó tất cả cô chú anh chị ha. À, quá đẹp luôn. Đây là bảng giá nè ha, 50k một chậu ha cả nhà ha, sống đời ha. Con này là hoa bồng gà nè, đẹp ghê luôn, rực rỡ luôn. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ôi ôi cái mai nụ không cả nhà ơi. Đây là mùng 1 nở luôn ha. À, ôi ôi dân thọ đẹp quá cả nhà ơi. Một cặp, ôi ôi mai vàng nở lung linh luôn cả nhà. Ôi ôi đẹp ghê luôn. Còn đây là lan ha, lan, hoa lan. Cái này là cúc à, cúc lớn á cả nhà, cúc lớn. Quá đẹp rực rỡ luôn cả nhà ơi. Cúc này là một chậu 900k ha tất cả cô chú chị ha. Cái này là chậu hoa của thành phố Thủ Dầu Một nha cả nhà. Một cây mai vàng này là 1,4 triệu một cây nè. Ôi ôi quá đẹp luôn. Tách nè tất cả cô chú anh chị, tạo hình rồng rất là đẹp luôn, trái xum xê luôn. Giờ là con đường này rất là đông người luôn ha tất cả cô chú anh chị ha. Đây là cúc không nha, phía đây là cúc không à luôn cả nhà. Cây này nhiêu anh? 400 hả? Trời ơi đẹp ghê luôn. Dạ đẹp ghê luôn cả nhà, 400 cả nhà. Đó đây là tổng thể hội hoa xuân bến Bạch Đằng thành phố Thủ Dầu Một mình ha cả nhà ha. Quá đông luôn cả nhà ơi. Đó thì hôm nay là đêm 29 hả cả nhà ha. Thì em cũng tranh thủ chạy qua bên bến Bạch Đằng thành phố Thủ Dầu Một để quay những cái hội hoa xuân, những cảnh đẹp cho tất cả cô chú anh chị xem, có những cái video thật đặc sắc để cho cô chú anh chị xem ha. Thì hiện tại bây giờ là giờ cao điểm rồi, tất cả cô chú anh chị cũng tranh thủ đêm 29 ha, mua những cái chậu hoa đẹp về trưng trong cái dịp Tết năm 2024 của mình ha tất cả cô chú anh chị ha. Đó, cả nhà thấy không, xum xê luôn, không có chỗ ngồi luôn. Quá đẹp luôn cả nhà. Đó, đây là dàn thọ ha, đây là cúc nè cả nhà. Cúc nè, quá trời liền, rực rỡ luôn. Cái này là 1 chiều một cặp nè cả nhà, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ôi ôi đẹp. Tàn tròn luôn cả nhà. Đó, xả 700k một cây.
Đó cả nhà, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, cả nhà, trang họ đó. Cặp nhiêu chị? À, cặp 80 dạng thọ nè cô chú anh chị, quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Và là đang xấu rẻ luôn ha. Ôi ôi có cái mai rất là đẹp luôn. Nhiêu anh? 400. Ôi ôi 400 à cả nhà. Ôi ôi nở từ trên xuống tới dưới luôn, quá đẹp rực rỡ luôn. Cái này là đầu năm may mắn nè. 400, quá đẹp luôn. 3 chậu 100k cả nhà, quá đẹp luôn. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Bông hồng, bông hồng à cả nhà. 3 chậu 100k nha, rẻ luôn. Quá đẹp luôn. Đó, đây là vàng hoa giấy nè cả nhà. Giờ là giờ cao điểm ha cả nhà ha. Giờ cô chú anh chị cũng đang tranh thủ đêm 29 nè, để ra lựa những cây hoa đẹp để về chân Tết cả nhà. Ôi giờ quá trời đông luôn cả nhà. Cái này là chợ hoa Bến Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một cả nhà. Bây giờ em cũng sẽ đổ ra phía bên ngoài hội chợ Hoa Xuân Bến Bạch Đằng ha cô chú anh chị ha. Rồi em cũng sẽ clip lại cái video tại công viên Bến Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một, đêm chợ hoa cho tất cả cô chú anh chị xem ha. Rồi ai mà chưa có tranh thủ đêm hôm nay để chọn cho mình những cái cặp hoa đẹp để chân Tết thì cô chú anh chị cũng nhanh tay ha. Chỉ còn đêm nay nữa là đêm 29 ha tất cả cô chú chị ha. Những chậu hướng dương là cả nhà. Quá đẹp luôn. Cái này là 2 triệu. Cái tách còn mai là cả nhà, trời ơi nụ quá trời luôn cả nhà ơi. 1,7 triệu ha một cây ha. Nụ không 1,7 triệu là cả nhà. Nụ từ trên xuống tới dưới luôn. Cái này là ngay ngày mùng 1 luôn anh á. Còn 2 cây cả nhà, tranh thủ mình ra để mình ủng hộ cho anh nha. Tại công viên Bến Bạch Đằng Thủ Dầu Một mình. Rồi bán sổ luôn, bán sổ luôn rồi. Bán sổ luôn cả nhà ơi. Dạ. Còn cái này là cái này là cây phát tài là cả nhà đó. Bây giờ 1,5 triệu, 1,7 triệu đầu anh sổ hết luôn nha. Cả nhà mình đi ra tranh thủ lựa cho mình một cặp đi ha, để về chân Tết cả nhà. Đó thì em cũng đang chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị biết là hôm nay là đêm 29 ha, là đêm cuối ha, tại Bến Bạch Đằng chợ hoa Thủ Dầu Một á. Thì ai mà ở gần mà chưa có mua hoa về chân Tết á cả nhà, thì mình cũng tranh thủ mình ra mình chọn một cặp ha. Đó, mai này bảo đảm là chỗ vào ngày mùng 1 Tết không à. Ôi giờ đông luôn nữa tất cả các chú anh chị ha. Giờ là cao điểm nè. Quá đông luôn. Đây là em gọi là đường qua Bến Bạch Đằng nha tất cả các chú anh chị. Đồ gỗ mỹ nghệ là cả nhà. Trời ơi quá đẹp luôn. Rồi. Đó giờ hiện tại bên đây là sổ mai ha, đồng giá 500 cả nhà. Thì hiện tại bây giờ cô chú anh chị đang trở về công viên Bến Bạch Đằng, công viên Thủ Dầu Một mình ha. Thì em cũng sẽ quay tổng thể sơ cái đoạn đường mà hiện tại bây giờ em đang đi chợ hoa của thành phố Thủ Dầu Một, quay những cái chậu bông
vào trong cái dịp Tết năm 2024 của mình, năm Giáp Thìn, có một cái video để cho tất cả cô chú anh chị xem trong đỡ, cho đỡ buồn trong cái dịp Tết mình ha. Lại là cái đoạn đường chính đi vào hội chợ Hoa Xuân, bến Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một, tất cả cô chú anh chị. Còn em bây giờ cũng sẽ đổ ra ha. Em quay tổng thể cho tất cả cô chú anh chị xem. Rất là đẹp luôn. Khi mà buổi tối mà cô chú anh chị đến công viên Thủ Dầu Một á, rất là đẹp luôn. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Kính chúc tất cả cô chú anh chị buổi tối luôn luôn những giàu sức khỏe, luôn luôn mạnh khỏe bên gia đình và người thân yêu của mình ha. Đó, đây là ở phía bên ngoài là tất cả cô chú anh chị.